Harry được cho là vẫn chờ lời xin lỗi từ hoàng gia. Theo một chuyên gia hoàng gia, công tước xứ Sussex vẫn muốn được gia đình xin lỗi giữa lúc tình hình căng thẳng tiếp tục gia tăng. Hoàng tử Harry mong muốn một lời xin lỗi trọn vẹn từ gia đình, nhưng quan điểm các hồi ức có thể khác nhau của hoàng gia vẫn không thay đổi, nhà viết tiểu sử Gareth Russell nói với tờ US Weekly. Đồng thời, Russell cũng cho rằng nhà Sussex sẽ không dự lễ kỷ niệm một năm ngày mất của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cùng với hoàng gia. Tôi cho rằng bằng cách này hay cách khác, một ngày nào đó chúng ta sẽ biết liệu họ có được mời dự buổi lễ đó hay không. Nhưng tôi không tin họ đồng ý tham gia. Tác giả cuốn The Palace From the Tudors to the Windsors, 500 Years of British History at Hampton Court sắp ra mắt nói thêm. Công tước bà 18 tuổi từng ám chỉ cần một lời xin lỗi từ hoàng gia trong bộ phim tài liệu Harry and Meghan chiếu trên Netflix vào cuối năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn quảng bá cuốn hồi ký Spare vào đầu năm nay, con trai út của vua Charles đệ tam cũng nhắc lại chuyện này. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình hoàng gia vẫn không hề có động tĩnh nào, thậm chí từ chối mọi lời câu hỏi liên quan đến nhà Sussex. Vào tuần trước, trang web của hoàng gia royal.uk xóa bỏ danh xưng hoàng tử điện hạ của Harry trong hồ sơ tiểu sử về Anh. Đây được coi là động thái rõ ràng để loại bỏ hoàn toàn Harry ra khỏi tư cách thành viên cấp cao trong vương thất, bất chấp việc anh vẫn đứng thứ 5 trong danh sách thừa kế ngai vàng. Kể từ khi chuyển đến sống ở California vào năm 2020, đến nay Harry chỉ trở lại Vương quốc Anh vài lần. Hầu hết những cuộc hồi hương này của Harry đều không được các thành viên hoàng gia công khai chào đón. Anh cũng ít khi chạm mặt cha và anh trai William, trừ các sự kiện chính thức như đại lễ Bạch Kim và lễ tang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hay lễ đăng quang của vua Charles đệ tam. Dù vậy, theo tin mới từ tờ Close Weekly của Anh, vương phi xứ Wales đang cố hàn gắn mâu thuẫn giữa Harry và gia đình. Kết được cho là nhiều lần gọi điện đêm khuya cho em chồng nhằm động viên anh và mối quan hệ thân thiết nhiều năm giữa họ vẫn không thay đổi.